Chào mọi người một ngày mới nữa. Hôm nay là ngày rằm của tháng 3. Bếp chay của gia đình Kỳ Duyên mình ngày hôm nay chúc mọi người một ngày rằm an lạc. Một ngày rằm gặp thật là nhiều may mắn. Hôm nay là ngày rằm tháng 3. Gia đình Kỳ Duyên mình chuẩn bị là một cái lễ giỗ đám giỗ chay. Làm rất là gọn. Giờ mình cũng sẽ cắm một đợt bông nữa. Là một đợt bông mới hoàn toàn. Thì cái đợt bông này sẽ cắm rất là nhanh nha mọi người. Chướng nha các bạn. Qua nó tươi rất là lâu. Sử dụng qua cẩm chướng xài cẩm bông này nó rất là bền. Bền và lâu. Rồi xong cái chậu hoa của gia đình Kỳ Duyên mình nó rất là đơn giản và nhanh gọn. Mọi người hãy cùng cắm hoa với Kỳ Duyên. Chúng ta không có cần phải rườm rà, nhưng sợ rất có ra một chậu bông và đáng yêu. Tại vì mình muốn che cái miếng mướp lại cho nên mình sẽ cắm như thế này để miếng mướp nó không có dễ nhìn thấy ở trong cái chậu hoa. Không lộ cái mướp. Thank you.
xong nha mọi người. Như vậy là đã hoàn thành một chậu hoa rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ thương. Mình không cấm hai bình giống nha mọi người, mình cấm hai bình khác hoàn toàn. Thì đây cũng là cách để mà mình che cái tấm ướp lại của một bên. Xong. Rồi. Hoa nữa nha mọi người. Cũng rất là đơn giản, rất là dễ thương. Một
Rồi, xong. Rất là đơn sơ nhưng mà dễ thương đúng không mọi người? Thời gian cắm hoa của mình rất là nhanh. Rồi bây giờ là cái hoa mình cắm cho dĩ nhỏ.
bông rùm gà. Dạ. Bông gà rất là đậm mọi người. Mình mua mình cũng lượng rất là chính xác luôn. Rồi như vậy mình đã cắm xong một bữa bông cho đám giỗ đơn giản của gia đình Kỳ Duyên. Những nụ hoa cuối cùng mình cắm sạch sẽ gọn gàng hết, mình không chừa một cái hoa nào rơi rớt cả, mình cũng không muốn nó rơi rớt luôn. Mình mua rất là gọn và rất là chính xác, mình không muốn rơi một cái hoa nào và không muốn dư một cái hoa nào. Đây là một trong những cái nghệ thuật mà mình cắm hoa vừa đẹp mà vừa gọn mà vừa rất là rẻ tiền, làm gọn gàng không có bị dư thừa, không có bị lãng phí. Thì chúng ta sẽ cắm một cái bình hoa rất là rộng như thế này, mình sẽ lượm hết những cái bông hoa, dù nhỏ nhất mình cũng cắm vô, rất là dễ thương đúng không mọi người. Bông hoa hay nụ hoa thì mình cũng cắm hết, mình cắm sạch sẽ mình không chừa. Rồi, như vậy là đã xong rồi. Đây là đã xong một cái bông hoa. Mình cũng bị cúng cổ quyền. Mình cắm những bông hoa với rất là dễ thương đẹp nhất cho ngày đám giỗ hay là ngày Tết thì các bạn sẽ cắm hoa rất là nhanh gọn lẹ đẹp dễ thương mà lại là rẻ tiền, mình tận dụng không bỏ dù một nụ hoa nhỏ. Đây là cách mà mình tiết kiệm và cắm hết vào một cái bằng cái tấm lòng chân thành của mình. Mọi người hãy cùng làm với Bích Gia Kỳ Duyên mình nha. Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Cầu nguyện chúng sanh được dịch bệnh qua đi. Hòa bình thế giới, chúng sanh được hưởng an lạc những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. A Di Đà Phật.